Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý. Thì dạo gần đây có một cái trào lưu đó là detox thải độc cho cơ thể bằng cách là thụt rửa đại tràng, có nghĩa là người ta sẽ đưa một cái lượng nước có chứa cà phê vào trong hậu môn để mà thụt tháo và loại bỏ cái độc tố ra khỏi cơ thể. Vậy thì cái phương pháp này nó có thực sự là có lợi hay không? Thì mình mời các bạn xem một đoạn video ngắn này nhé. Vỡ đại tràng do thụt cà phê thải độc. Ngày 4 tháng 7, bệnh viện Bạch Mai cho biết khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy của bệnh viện vừa tiếp nhận phẫu thuật trường hợp vỡ trực tràng do thải độc bằng phương pháp thụt tháo cà phê. Chị DTP, 38 tuổi, vào viện vì đau bụng, vùng chậu dưới, rốn, dữ dội, kèm đi ngoài ra máu. Trước đó chị sử dụng phương pháp thụt tháo cà phê 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần. Đến lần thứ 3, người phụ nữ thấy đau dữ dội vùng bụng dưới, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh tụ dịch bị quang sau phúc mạc, nghi ngờ vỡ trực tràng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu để xử lý tổn thương. Sau khi xem xong đoạn video ngắn trên thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thì phương pháp thải độc bằng cà phê này đã được một bác sĩ người Mỹ gốc Đức tên là Max Gerson tìm ra năm 1920 bởi vì cà phê có tính chống oxy hóa cao. Tuy nhiên ngay sau đó rất là nhiều tổ chức y tế đã bác bỏ cái việc này và cho rằng chúng ta không nên thực hiện nó. Thì ở trong đại tràng nó có rất là nhiều vi khuẩn, vi sinh vật có lợi cho cơ thể. Nó giúp bảo vệ đại tràng nè, giúp tiêu hóa thức ăn và hấp thụ nước, những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và ở trong đại tràng nó còn có một cái lớp nhầy để bảo vệ cho nó, cũng như là giúp cho những cái thức ăn nó hoạt động một cách chân chu và đào thải ra cơ thể một cách dễ dàng. Ngoài ra thì cái hệ vi sinh vật có lợi này và cái chất nhầy ở trong đại trực tràng thì nó sẽ giúp chống lại những cái tác nhân gây ung thư. Vậy thì vì các bạn đi tốc đại trực tràng thường xuyên, đó là thụt tháo đó các bạn, thì các bạn sẽ làm mất đi cái hệ vi sinh vật và cái lớp chất nhầy này, dẫn đến các bạn sẽ rối loạn về cái việc hấp thu những cái chất dinh dưỡng và tiêu hóa thức ăn. Và việc làm thường xuyên như vậy nó sẽ khiến cho niêm mạc của trực tràng sẽ bị chảy xước và bị khô đi, từ đó sẽ khiến cho các bạn rất là dễ bị ung thư đại trực tràng nhé. Vậy thì theo ý kiến cá nhân của mình thì mình không hề ủng hộ cái phương pháp này, và bản thân mình thì mình cảm thấy rằng không có một cái chất nào có thể thải độc cho cơ thể hết các bạn, ngoài việc là các bạn hãy ăn uống đầy đủ chất và các bạn uống đủ nước là được. Vậy là video đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.